Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại chơi channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các anh em một con bàn phím cơ mới LED RGB luôn, nhưng giá cực kỳ mềm. Thì để xem được coi con bàn phím này với giá mềm như vậy thì nó sẽ có những cái tính năng gì và nó sẽ trông như thế nào nhá. Đó, nhìn bên ngoài thì có vẻ là khá là đẹp về cái hộp ở đây. Ok, let's go. Rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc hộp trước. Mình không biết chiếc bàn phím này như thế nào, nhưng mà cái hộp thì có vẻ khá là đầu tư đấy. Đấy, cái vỏ hộp của nó sẽ là pha trộn giữa màu xanh lam, màu xanh lục và màu đen, rất giống một cái hãng A nào đấy. Nhưng mà cái giá của nó, hãng A đó thì giá trên trời không à. Những cái thằng sinh viên nghèo hay là học sinh còn đang bú phem bố mẹ thì rất tiếc là không có thể đủ tiền. Đó, ở ngoài này chúng ta sẽ thấy cái chữ Gnet này, Chroma Keyboard luôn, nghe rất là hoành tráng. Đây, Chroma luôn, đây, chữ RGB đàng hoàng. Đó, mình có thể thấy cái phông phím ở ngoài như này và thấy LED là LED Rainbow, nhưng mà thực ra nó là LED RGB đó các bạn. Ok, mình sẽ mở hộp luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta lại thấy rất là đơn giản thôi, không có gì ngoài chiếc bàn phím được đọc ở trong một cái túi xốp và ở hai cái đệm mút hai bên. Ta sẽ gỡ cái bàn phím ra. Rồi. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ còn một cái kê tay nữa, cũng được bọc ở trong túi xốp luôn. Mình lấy ra luôn nhá. Kê tay này cũng khá là to đấy chứ nhỉ. Đấy, một chiếc kê tay khá là dài. Rồi, ở trong này thì chúng ta sẽ còn cái gì nữa không? À, còn hai con ốc khá là nhỏ này. Con ốc này thì nếu như mà bạn nào muốn gắn liền cái kê tay này vào trong bàn phím thì có thể dùng cái này để cố định luôn, không có gỡ ra gỡ vô nữa. Còn nếu không thì chúng ta cứ để vậy là được rồi. Ok, chúng ta quay trở lại với lại nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây là chiếc bàn phím cơ Gnet K89 RGB. Thì sơ qua các bạn có thể nhìn thấy cái con bàn phím này nó hoàn toàn là màu đen luôn, chỉ có mỗi cái logo Gnet ở đây. Đó, và cái bề mặt của con này thì được làm bằng kim loại và có vát cạnh CNC cũng khá là đẹp ở các cái góc bo như thế này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Và ngoài ra thì chữ CNC thì nó cũng được đầu tư là cắt laser luôn, nhìn cũng rất là đẹp. Ở trên đây chúng ta có các cái nút thông báo, và các cái nút thông báo này cũng được vát CNC xung quanh cạnh. Đó, hình tròn như thế này, nhìn khá là tỉ mỉ. Nói chung về cái nhìn ban đầu và cái khung của nó thì khá là chắc chắn và rất là đẹp. Về mặt sau thì sao? Chúng ta mặt sau thì chả có gì nhiều ngoài hai cái lẫy để nâng độ cao của phím. Và cái lẫy này, cái chân của nó cũng có cái lớp cao su để chống trượt luôn, khá là tốt. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái bốn cái chân cao su rất là lớn ở đây, đủ để cho các bạn để chống trượt thoải mái. Có logo của Gnet đó, và cái ký hiệu của nó là K89 RGB. Rồi, không còn gì hết. Rất là đơn giản thôi. Về cái phía mặt trước thì ngoài cái bộ khung kim loại của nó rất là chắc chắn ra. Đây, mình bẻ, tuy nhiên thì nó lại không có, hình như cái bộ kim loại này nó không dày lắm, cho nên khi mình bẻ thì nó vẫn có cái độ cong nhất định. Và cái con bàn phím này thì cái phông chữ của nó các bạn nhìn thấy rất là mờ. Đây, do nó làm double shot fin led nhưng mà lại làm theo cái kiểu nhựa kiểu trong suốt luôn, cho nên các bạn nhìn thấy nó rất là mờ, không nhìn thấy chữ, trừ khi các bạn bật đèn led lên thôi. Đấy, một cái điểm trừ rất đáng chú ý của con này. Ngoài ra thì con này vẫn đang sử dụng một cái foam, đó là một cái form, đó là form cơ bản nhất. Form này thì các bạn có thể thoải mái chơi keycap, không sợ gì cả. Dây của em này thì dây nhựa thôi chứ không phải bọc dù, vẫn có cục chống nhiễu ở đây và cổng USB Type-A. Tuy nhiên thì cái cổng USB này của nó cũng không được mạ vàng nha các bạn. Đi sâu về bên trong một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy có con này đang sử dụng, đó là Blue Switch và là thuộc dòng Switch Quang. Tất nhiên thì cái switch quang này thì nó sẽ cho cái độ bền cao hơn rất là nhiều so với lại switch blue thông thường, và nó sẽ đồng thời tăng cường cái khả năng chống nước của những con bàn phím cơ này lên. Đối với con này thì bạn có thể thoải mái đổ nước vào luôn, con này rất là ngon ở cái phần chống nước nữa. Về blue switch thì chắc chắn các bạn biết rồi, thì nó sẽ bấm khá là kêu rất là to. Tí nữa mình sẽ thử cho các bạn nghe cái tiếng gõ của em này. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại. Vậy con này có cái phần nào đáng chú ý thì đầu tiên mình phải sẽ nói đến nó về cái giá thành của nó. Giá thành của em này chỉ có khoảng tầm 800 ngàn thôi.
quá là rẻ luôn, phải nói là cực kỳ rẻ luôn. Mà đèn led của nó là đèn RGB nhé, switch quang chống nước. Và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ được tặng kèm thêm cả một cái kê tay rất là to như thế này, ngay lúc đầu mình đã nói rồi. Và đằng sau này chúng ta sẽ có hai cái lẫy ở đây, thì để mình kẹp cái kê tay vào như thế này đây. Đó. Và nếu như các bạn muốn cố định thì các bạn có thể vặn hai con ốc vít ở đây, ở trong hộp nó cho sẵn đấy, thì để cố định luôn. Còn nếu không thì các bạn cứ để kê như vậy thôi, kẹp nó vào và lật ngược lại. Đó. Như thế này là nó sẽ dính vào trong bàn phím rồi, không cần gì nhiều. Đấy. Với cái kê tay này thì mình thấy nó rất là vừa vặn. Khi mà các bạn để kê tay thì nó vừa đủ để cho các bạn kê cái phần khuỷu tay phía trên này xuống. Đó. Và cái tay của bạn sẽ không bị mỏi khi mà sử dụng chơi game trong thời gian dài. Và cái tay của nó rất là lớn nữa, rất là đẹp, rất là phù hợp với chiếc bàn phím này luôn. Ngoài ra với mức giá này thì chúng ta sẽ còn được khuyến mại thêm một cái tính năng chống nước cực kỳ cao nữa. Đó là tính năng mà bạn có thể nhúng luôn cả cái bàn phím này vào nước luôn, giống như những cái con switch quang chống nước khác. Và nó còn có thêm một cái hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu cực kỳ ngon. Đó, và cái quan trọng nhất thì là cái đấy thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần test LED của em này. Sau khi mình đã cắm chiếc bàn phím này vào trong máy tính và tắt bớt đèn đi thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đèn LED của nó cũng khá là sáng. Đó, đủ để cho các bạn có thể chơi trong ban đêm. Và cái hệ thống đèn LED của nó là hệ thống đèn LED RGB cho nên là nó có thể tùy chỉnh được màu. Đấy, mình có thể ấn nút FN cộng nút qua bên phải để mình thay đổi màu sắc. Nó sẽ có rất là nhiều màu. Đây. Đó. Và mình ấn nút FN cộng với Insert Home hoặc là Pay Up, Down, End hoặc là Pay Down. 6 cái nút ở bên này để mình có thể thay đổi các chế độ. Mỗi nút này sẽ có 3 cái chế độ. Ví dụ đây là chế độ Printing. Hoặc là chế độ hồi nãy là chế độ Neon, còn bây giờ là chế độ Printing. Và chế độ Printing này mình cũng đổi màu được. Và tiếp theo sẽ là cái chế độ sáng nguyên, sáng im như hồi nãy. Và tiếp theo chúng ta sẽ có cái chế độ, đó là chế độ mà mình chạm phím nó sẽ phản ứng lại. Đó. Thì ở đây chúng ta cũng có thể đổi được 7 màu nhé. Hoặc là để màu ngẫu nhiên. Ở đây là màu xanh này. Đó. Xanh lá, tím, trắng. Đó, hoặc là màu ngẫu nhiên như thế này. Đấy, rất là nhiều. Và nó vẫn sẽ còn một chế độ nữa, đó là chế độ bấm tỏa ra hai bên như thế này. Khá là nhanh, mình có thể tùy chỉnh tốc độ và FN trừ để nó giảm tốc độ xuống. Đấy. Hoặc là FN dấu cộng để tăng tốc độ di chuyển của LED. Bấm rất là đẹp. Đây là chế độ Ripple. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm chế độ đó là lượn sóng ở FN Pay Up. Cái này mình cũng có thể tùy chỉnh màu được luôn và tùy chỉnh được LED đủ các màu. Đó, và chế độ tiếp theo nữa là chế độ sáng vào xung quanh và giữa. Cái này mình cũng có thể tùy chỉnh màu được như các chế độ khác luôn. Rồi, ngoài ra thì nó còn khá là nhiều chế độ nữa, nhưng mà rất là nhiều thì mình không có review hết được. Đây, ví dụ mưa rơi này, hoặc là chế độ waving, chế độ lượn sóng. Nếu mình muốn đổi chiều thì FN qua bên trái để đổi chiều thôi. Hay là chế độ sóng nhưng mà làm mỗi lần nó sẽ thay đổi hết toàn bộ bàn phím luôn. Đó, chế độ này sẽ là chạy vòng tròn. Rồi chế độ sáng ngẫu nhiên. Đó, chế độ sáng ngẫu nhiên nhưng mà rời rạc giống như mưa rơi vậy. Chế độ sóng từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Và chế độ này thì sẽ có một cái làn sóng chạy qua chạy lại. Chế độ này sẽ đổi màu khi mình bấm càng nhiều thì nó sẽ đổi màu càng đậm. Chế độ này sẽ là chế độ sóng mà từ giữa từ xung quanh vào giữa hoặc là từ giữa tỏa ra xung quanh, cái đó tùy chỉnh vào bên mình thôi. Đó, về cái hệ thống đèn LED của em này thì quá là tuyệt vời luôn. Với cái tầm giá này thì rất là khó mà có phím nào mà có thể lại cái LED của em này. Rồi, ngoài ra thì nó còn có thêm một trang bị một cái đèn LED nữa, đó chính là đèn LED gầm. Đây. Về cái đèn LED gầm này thì nó cũng sẽ được hỗ trợ tới 7 màu luôn. Để mình thử đổi nhé. Nếu mà muốn đổi thì các bạn ấn FN cộng với lại nút Stroke. Đây, tức là nút SL đấy. Thì nó sẽ đổi chế độ này. Đó, đây là chế độ chớp tắt. FN cộng với lại PS để mình đổi màu. Đó, mình đổi màu xanh, màu vàng, xanh lá, xanh dương, vân vân, màu tím. Đó. Hoặc là mình sẽ để chế độ tự động đổi màu luôn. Đó, hoặc là sáng im một màu, tùy mình thôi.
Đó, cái chế độ đèn led này cũng đủ sáng để hắt xuống bàn, nhìn rất là đẹp. Nếu mà về ban đêm thì phải nói là ok luôn đấy. Rồi, về cái chế độ đèn led của em này thì mình nói sơ qua như vậy thôi. Quá là tuyệt vời đúng không bạn? Bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là test cảm giác gõ của em này nhá. Ok, mình đã chuyển cái mic vào trong gần tới bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ gõ một đoạn cho các bạn xem. Con này đang sử dụng là Blue Switch cho nên tiếng của nó sẽ phát ra khá là to. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng clicky của con này thì thực sự là nó không to bằng những cái con mà sử dụng Switch Blue thông thường. Do Switch quang cho nên tiếng của nó được giảm đi khá là đáng kể, nghe nó không có điếc tai. Những cái phím cắt và những phím shift này thì khá là đều nhau và rất là chắc chắn, không hề có sự lỏng lẻo và không có phát ra tiếng lọt xo, rất là tốt. Tuy nhiên thì mình lại thấy là cái điểm trừ đó là cái tiếng clicky của nó không được to cho lắm. Có thể là phù hợp với những bạn nào thích blue nhưng mà lại không thích tiếng phát ra quá to. Như vậy là mình đã review xong về chiếc bàn phím GNSK89 RGB này cho 500 anh em. Anh em thấy sao về chiếc bàn phím này? Nếu mà có ý kiến gì thì hãy comment phía bên dưới nhé. Theo mình tổng hợp lại thì con bàn phím này với giá khoảng tầm 800 ngàn thì quá là xuất sắc. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bui kim loại rất là chắc chắn, một chiếc kê tay lớn đủ để cho các bạn kê tay thoải mái, và cái hệ thống đèn led RGB quá tuyệt vời, quá nổi bật. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải có những cái điểm trừ, ví dụ như là dây thì dây bọc nhựa thôi và cái keycap thì nó làm không được đẹp cho lắm. Với lại cái switch của nó thì gõ nghe không được sướng tai lắm. Nhưng mà cái điểm trừ đó phải xứng đáng thôi, tại vì cái giá của nó quá là thấp, với lại nó phải để tăng cường cái khả năng chống nước nữa. Chống nước rất là tuyệt vời. Đó, giống như những cái con switch quang mà mình đã từng test cái hiệu năng chống nước của nó. Ok, mình sẽ chốt ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Quên, nếu mà các bạn muốn mua thì mình để lại link ở phía dưới phần mô tả nhé. Bye bye.